Hello, Hồng An chào mọi người và Hồng An luôn chúc bà con cô bác vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Và hôm nay là Hồng An xin giới thiệu anh em một con quay pha lốc máy đen đời 2000 nha. Con này đầu HVN nha anh em ha, đúng đời 2000. Áo tem zin theo xe toàn bộ nha anh em. Dàn đặt lốc cắm móc rất là đẹp ha. Đầu nồi chưa rớt một con xe để anh em chơi sưu tầm là cũng là ok nha anh em ha. Máy khỏi bàn. Máy nổi như xe đạp điện là có nha. Và nồi rất là bốc ha. Nhích ra là bye bye. Và Hồng An cũng xin thông báo anh em luôn là cái con Neo FI 208 hiện tại là ông anh ở dưới Phú Quốc cũng đã tạm chốt rồi nha anh em ha. FI 208 Hồng An có đăng trên kênh mấy ngày trước á. Và con Dream Thái đầu 03 cũng có ông anh ở bên Bình Chánh Sài Gòn chốt luôn rồi nha anh em ha. Hai con xe này tạm ngưng giao dịch nha. Nói chung là xe đã bán rồi nha anh em ha. Hai con xe này. Và còn một con Dream lùng đời 97, 98 gì đó thì Hồng An cũng đang hứa với em trai ở dưới Bạc Liêu tạm thời ngưng giao dịch nha. Và bây giờ mình đi chi tiết chiếc xe nha anh em ha. Và anh em chịu khó coi kỹ nha. Và trời cũng đang mưa ha. Mới mưa xong rồi. Bây giờ Hồng An quay chiếc xe nha anh em. Anh em từ từ xem ha. Kỹ chiếc xe nha anh em. Xe là xe chén cổ, chưa mở, chưa canh chỉnh nha. Lốc máy đen nha anh em. Rất là đẹp. Đẹp nha anh em. Dàn áo rất đẹp nha, áo không có dán keo nhưng mà rất là đẹp ha, không có bị nứt bể nha anh em ha, còn nguyên hết. Phục cũng vậy nha anh em, phục bạc lóc, còn đáp luôn nha anh em ha. Cầm vẫn còn màu nha anh em. Đuôi xi anh em ha, đồng rất đẹp. Cầm rất đẹp nha anh em. Đáp cuộc còn luôn nha anh em ha. Đây cũng vậy nè, đáp cuộc còn nha anh em. Ốc còn trắng sáng luôn nha anh em. Trắng sáng vàng ươm ha. Đẹp. Coi nó dễ coi ha anh em ha. Đẹp. Còn vàng ươm trắng sáng nha anh em. Bên trong nó hơi dơ ha. Anh em về chịu khó rửa nha. Hôm nay chỉ có rửa dầu sơ. Hôm qua ông chú đó rửa dầu và rửa xà bông lại thôi. Còn anh em mà xe này xe đậu anh em ha. Xe đậu ngay chủ công chứng luôn nha anh em. Lốc rất là đẹp nha, không có bị chạy bị dợp nha anh em ha. Em coi cái lốc nó rất đẹp luôn nha, như mới vậy đó. Bị bóng bóng nó chiếu chiếu nha anh em, không có bị nha anh em ha. Không có bị bung bị chốc đâu. Thì nó bóng quá rồi mình quay nó dạ vô ha. Không có dợp, không có bị bung chốc nha anh em ha. Anh em coi kỹ nha, lốc rất đẹp. Bóng cái đó đó nè, rất là đẹp luôn anh em. Chống ghi còn theo xe anh em ha. Chống ghi chống đứng còn màu hết trơn nha anh em. Đó, kỹ không? Anh em nhìn cái cần số là biết rồi nha anh em ha. Bao tới giờ luôn anh em. Gai không à. Chưa có mòn nha anh em. Ôi ốc mình thấy không? Vàng luôn luôn anh em. Đó 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 nè. Xe quá đẹp. Sườn đang sườn. Xe của nó đây. Rồi, tôi xô zin theo xe luôn nha, màu lính lên. Rất đẹp. Một te. Còn như mới luôn anh em ha. Áo nha anh em. Này yên zin theo xe nè. Nó bị rách chỗ này nha anh em ha. Yên zin theo xe chưa có bao luôn nha. Dàn áo rất đẹp.
xe này hai chìa khóa luôn nha anh em. Xe còn hai chìa nha, không em quên đó nha. Chiếc xe rất là đẹp nha anh em, phục viên theo xe mới tin em thấy không, theo xe luôn anh em, đùm không có dọp anh em, đèn vô xe anh em, cầm đậu nó cũng có xét xét dài ba cây anh em ha, đậu anh em vẫn còn màu nha ha, xe đậu anh em tự hiểu rồi nha anh em ha, không thể nào nó trắng hết cái cây cầm nha anh em, xe đậu mà anh em rất đẹp. Cầm duyên nha anh em ha, bao tay còn luôn nha anh em, nút còn rõ trơn anh em, một chủ à, quên pha đi mưa anh em ơi, mưa ha, đẹp, bao tay zin luôn ha, gù zin, dây ga zin luôn nha anh em, đẹp, em zin anh em, dây zin luôn ha. Đẹp anh em, thùng xăng như mới ha, bình thường rất là đẹp luôn anh em, rất là mới rồi, sườn cuộc chưa mở luôn nha anh em ha, chưa mở luôn anh em, ổ khóa zin luôn anh em ha, đẹp, con này 26 triệu nha anh em ha, một con xe chuẩn cho anh em chơi sưu tầm nha, giá rất là hợp lý ha, lốc máy đen, máy là đặt chuẩn tới 95% anh em, không ăn nổ máy anh em nghe là ghiền luôn anh em ơi, không nghe tiếng máy đó. Vì những con xe này không ăn lửa là chủ yếu lửa cục máy nha anh em ha. Cục máy rất là tìm khó nha. Và bảo hành được 1 năm cho anh em đó nha anh em. Anh tay thắng zin luôn anh em ha. Chìa khóa hai chìa zin theo xe luôn nha anh em. Zin còn luôn nè. Ổ khóa zin luôn nè. Sườn rất đẹp ha, xe thành phố anh em biết rồi nha anh em. Chiếc xe không ăn lửa nữa. Nó vừa xe thành phố mà vừa lựa kỹ thì anh em còn ở đâu mà đợi mà chờ nữa nha anh em. Xe thành phố trước tiên là đã ok rồi ha. Chiếc xe thành phố họ giữ cũng tương đối là ok đó, cục máy đi rất là chuẩn á, xe thành phố á. Với cộng thêm một cái là Hồng An sàng lọc nữa. Sàng lọc rất là kỹ chi tiết, đâm ra anh em máy là anh em không được suy nghĩ nha anh em ha. Máy bảo hành 1 năm. Máy đạt chuẩn luôn nha anh em. Hồng An lựa xe rất là kỹ anh em ha, sàng lọc rất là kỹ anh em yên tâm, rất là kỹ luôn. Rồi vỏ đó vỏ mới luôn anh em, về không cần thay vỏ tốn tiền anh em ha, vỏ như mới 2020 vậy đó, vỏ cũng mới luôn. Mọi chiếc xe anh em coi thấy không, vàng ươm trắng sáng nè, ở đó đó anh em, còn gì coi nữa anh em, không có gì để coi anh em ha. Máy nổ máy luôn nha, cho nó đỡ bớt thời gian nha. Và máy đang nổ nha anh em, máy đang nổ ha, HVN nha anh em. Máy đang nổ ha, không nghe tiếng anh em. Ôi, tốt, bàn luôn trắng sáng em ha. Quá trời mới nè, lốc anh em, cái lốc nè như mới nè, lốc rất là đẹp luôn anh em ha, lốc bình sườn anh em thấy không, bình sườn nó đen bung nó xanh lè anh em thấy không, bình sườn cái xe đó như mới anh em, xe quá trời bình sườn, xe này đúng là xe sử dụng kỹ luôn nha anh em, dây nhựa đâu còn nguyên hết nữa thấy không, cái chuôi đâu còn nguyên hết nha anh em, máy nổ đó anh em. Thời hãng
trơn. Nồi trắng sáng luôn anh em. 26 triệu giá là rất là hợp lý anh em ha, không mắc nha anh em. Cái sơn còn nguyên nè. Cao su zin luôn ha. Rất là ok, chốt còn. Quá đẹp. Này coi nè, sườn của nó nè. Sườn quá trời nè. Này lấy mấy cái này. Mới quay đầu mới đó nha anh em ha. Coi Hồng An quay từ xa anh em nhìn đã lắm anh em. Quay chỗ nào cũng mới chưa anh em thấy không? Mới đẹp. Quay gần quá nó không được đẹp nha anh em ha. Trời ốc vàng ươm. Quay mà Hồng An ghiền luôn nha anh em. Bô như cây kiếm anh em ha. Nhìn cái bô anh em, bô đất đen nó kiếm khó lắm nha anh em ha. Anh ta cái này bị dợp một tí cho anh em ha. Đùm mà không có bị dợp nha, cái má đùm nó hơi bị chấp cho đó. Gấp gấp vừa mới ốc xanh lè nha anh em ha, ốc không còn xanh, xanh nha anh em. Đẹp sườn, anh em thấy sườn nè. Sườn đẹp lắm nè, máy đang nổ anh em ha. Sườn xanh lè nè. Một con xe chất lượng anh em ha. Hơi hám không. Bịch bô không nghe tiếng nha anh em. Nào không có bịch bô nha. Rất là êm luôn em, không nghe tiếng luôn, quá chuẩn, nổ như không nổ. Nồi chả rất là nhỏ nha anh em ha. Rồi con này 26 triệu nha anh em. Con xe tương đối là chuẩn chất đó. Xe này kia tìm khó lắm nha anh em ha. Cục máy khỏi bàn. Giá này giá tốt nha. Không ăn xe về nhiều quá chia sẻ thôi nha anh em ha. Nên ra anh em đừng có trả giá nhiều quá nha. Được thì gọi, không được thì thôi nha anh em ha. Giá này là không ăn là giá đăng để bán, chứ không phải đăng để cho anh em trả giá nha. Con giá chuẩn, đúng chất xe luôn nha anh em. Máy kiếm không ra đâu anh em ơi. Cục máy này đạt chuẩn tới 95% Hồng An nói rồi nha. Rất là chuẩn, rất là bốc nha anh em ha. Chiếc xe là hình như là zin hết luôn nha anh em. Áo tem zin theo xe ha. Ngoại trừ cặp vỏ thôi. Tay thắng cũng còn nguyên nè. Hai chìa khóa nè. Da yên bị rách chút xíu nha anh em ha. Đó, cặp cánh của nó anh em. Cánh zin luôn nha, tem zin nha anh em ha.
theo xe hết anh em, không nứt không bể nha anh em. Rất đẹp ha. Xe này chủ xe họ đi rất là kỹ anh em. Đó, theo xe luôn nha anh em. Đầu đây nè. Đó, đồ theo xe đây anh em ha. Đồ theo xe hết nha anh em. Có cái quậy nè. Tem zin nè. Đó. Không nứt không bể anh em. Đó. Cũng đáp luôn nha anh em. À, lấy 1202 hết trơn luôn nè. Mặt nạ cũng vậy nè. Đó, nó chạy keo luôn nha anh em ha. Đó, 1202 luôn nè, 201 luôn nha anh em. Cái này đẹp quá anh em ơi. Không là áo tem đẹp ha. Không có chày, không có nứt bể anh em ha. Rất là chuẩn. Máy nổ chứ không nổ nha anh em. Giá rất là tốt. Lâu lâu được những con xe này anh em không có nhanh nhanh nên là mất đi cơ hội nha anh em ha. Sẽ mất đi cơ hội nha anh em. Lâu lâu có được những con xe này nha, không phải lúc nào cũng có nha anh em ha. Đó, chạy là không có hước, không có hú nha, không có xè nha anh em ha. Đang có số nha anh em. Máy cỡ đó đó. Nổ như không nổ. Để xa là không nghe tiếng đâu nha anh em ha. Để gần là cũng chẳng nghe tiếng luôn nha anh em. Chỉ nghe tiếng bô thôi nha anh em ha. Nhưng mà chỉ nghe tiếng bô thôi. Mang quay là anh em hiểu rồi. Chỉ nghe tiếng bô thôi nha. Không, chỉ nghe tiếng bô thôi. Chiếc xe cỡ đó đó. Chiếc nền của nó nằm đây nha anh em ha. Trái tim của nó nằm đây nha anh em. Anh em lựa xe mình phải coi trái tim của nó nha. À, trời ơi cái sườn rồi. Kiểu nói này mọi xe cặp lốc đẹp quá. Xe được cặp lốc vàng bạc rất là đẹp nha anh em ha. Câm niềng rất là đều. À, nói chung là xe này cặp lốc đẹp, cặp te đẹp. Áo tem đẹp, liền đồ ha, giá hợp lý. Không có mắc nha anh em ha, rất là ok. Đó, anh em coi sơ lại chiếc xe cái nha anh em. À, 26 triệu nha anh em ha. Hồ sơ thêm phí nha. Hồ sơ là cỡ chừng 1 triệu đó. Anh em thành phố là 26 triệu ra công chứng nha anh em ha. Ủa đẹp quá anh em ơi, xe đó, con xe rất là liền. Đứt hết một bóng rồi nha anh em. Đứt hết một bóng nè. Rồi xi nhan bên trái ha, có luôn nha anh em. Rồi xi nhan bên phải. Rồi có luôn nha anh em. Quá chuẩn. Chớp này cũng có vấn đề rồi ha. Chớp lìa lìa nha anh em. Chớp lìa lìa là có vấn đề rồi nha anh em. Bắt pha đầy đủ luôn nha anh em. Ok nha anh em ha. Xe rất chuẩn. Máy đang nổ luôn nha. Nghe đã quá anh em ơi. Bộ hay quá nè. Bộ này hay quá. Hay. Bộ re hơi rất là đầy anh em ha. Quy lực. Rồi ok nha. Vậy nha anh em, 26 triệu công chứng ủy quyền mua bán, anh em rút hồ sơ hỗ trợ Hồng An 1 triệu nha. Coi như là 27 triệu ba hồ sơ ha anh em ha. Và số điện thoại của xe máy Hồng An là 036 8888 383 và 0909 57475 nha anh em. Anh em tới ngay công viên Lãnh Minh Hăng, phường 8 quận 11 gọi Hồng An ra đón cũng được. Và anh em mà muốn tới nhanh thì anh em gõ xe máy Hồng An trên Google cũng có, hoặc tới ngay bệnh viện quận 11 anh em tới đó sát bên Hồng An nha anh em. Rồi bye bye mọi người nha. Bye bye.